hơi khuya. Tôi không nên dậy sớm, nên để họ ngủ thêm một chút. Tuy nhiên tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại thật là khó chịu quá. Một hồi sau, mới có một vị đồng tu thức giấc. Tôi hỏi mấy giờ rồi? Chị ấy nói 2 giờ 40. Tôi đoán tôi đã thức giấc khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi. Thế là cả 3 người chúng tôi đều thức dậy. Sau khi vệ sinh đâu đó xong, thì lễ Phật, lạy Phật. Hôm nay tôi ngồi đây, tinh thần của tôi không tệ hơn hôm qua chứ. Tôi cảm thấy tinh thần vẫn bình thường. Nguyên do thứ nhất là nhờ Phật lực gia trì. Thứ hai là phải kiên trì chân tâm thành ý tu cho tốt. Nếu không chân tâm thành ý tu cho đàng hoàng, Phật lực cũng không thể giúp được. Tôi cũng xin thưa thật, chỉ có khi nào quý vị phát được tâm chân thành ra, Phật lực mới có thể gia trì. Nếu quý vị vẫn còn 3 tâm 2 ý, sẽ không nhận được sự gia trì của Phật. Pháp môn niệm Phật này của chúng ta là pháp môn nhị lực. Chỉ cần bị tắc nghẽn một bên thôi, bạn không thể thành tựu. Phải hội đủ cả 2 bên, nhất là sự gia trì của Phật Bồ Tát, càng không thể thiếu. Lực lượng của chính chúng ta thuộc hàng thứ nhì so với Phật lực. Tuy nhiên bản thân chúng ta nhất định phải nỗ lực. Hôm nay tôi đã dành thời gian dài như thế để nói chuyện với quý vị về đề mục này, chứng tỏ vấn đề này đối với tôi nó quan trọng như thế nào. Sự thể hội của tôi trong 10 mấy năm qua cũng chính là vấn đề này. Tôi thật sự đã thể hội tương đối sâu sắc. Nếu như hơn 10 năm nay tôi cứ mãi quay hướng này rồi xoay hướng kia, lúc thì tu cái này, khi thì tu cái khác, e rằng hiện giờ tôi không được như vậy. Tôi cảm giác những năm gần đây, nhất là mấy năm đau nặng, đặc biệt trong 3 năm nay, tâm tôi đã định rồi. Bất luận chuyện gì cũng không quấy nhiễu tôi được. Tôi không dám nói hiện nay tôi đã đạt như như bất động. Tuy nhiên, tôi có thể làm chủ trái tim của tôi, không bị ảnh hưởng lớn bởi ngoại cảnh. Hôm nay tôi thưa với quý vị vấn đề thứ nhất này. Hy vọng quý vị đồng tu sau khi nghe và hiểu rõ rồi, có thể theo đó mà tu, thì chắc chắn có nhiều hy vọng liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Vấn đề thứ hai tôi muốn thưa với quý vị là nội cầu hay ngoại cầu. Bởi vì chung quanh tôi có rất nhiều đồng tu. Như hôm qua tôi đã kể, họ rất thích đến nhà tôi. Nhà tôi giống như là một trạm tiếp dẫn. Tôi nghĩ, phải chi đây là trạm tiếp dẫn của Phật A-di-đà thì tốt biết bao nhiêu. Những ai đến đây đều, nếu như nghe được Phật Pháp, thể hội được sự hưởng thụ và niềm vui trong việc học Phật, thì A-di-đà Phật nhất định sẽ tiếp dẫn họ về Tây Phương Cực Lạc. Tôi nghĩ như vậy. Trở lại vấn đề như đã nói, xung quanh tôi tiếp xúc rất nhiều đồng tu. Trong quá trình giao lưu qua lại, tôi cảm thấy rất nhiều người vẫn còn hướng ngoại tìm cầu, không biết hướng về bên trong để cầu. Phải biết hướng nội cầu là sự hiển hiện của tự tánh của bạn. Tự tánh của bạn với A-di-đà Phật không hai, không khác, không thiếu. Vì sao hiện giờ tự tánh đó không hiển hiện? Bởi vì do tập tánh, những thói hư tật xấu làm chướng ngại tự tánh, không ló dạng ra được. Tôi không biết lời nói này của tôi có đúng không. Xin thưa với quý vị, con người đều có 2 cá tánh. Một là tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh. 2 là tập tánh. Tập tánh là ô nhiễm. Hiện giờ chính cái tập tánh ô nhiễm này làm chủ. Nó chướng ngại sự hiển hiện của tự tánh thanh tịnh của bạn. Nếu chúng ta sửa đổi lại được tập tánh, tự tánh sẽ biểu lộ ra một cách tự nhiên. Khi đó quý vị cùng với chư Phật Bồ Tát, không hai, không khác, quý vị sẽ không thiếu một thứ gì. Vậy thì hà tất phải hướng ngoại để tìm cầu.
Ví dụ như nói, Phật Pháp, có người hỏi Phật Pháp ở đâu? Sao tôi không thấy? Đi ra ngoài tìm ở đâu, ở nơi nào? Kính thưa, sự thể hội của tôi, Phật Pháp chính là ngay trong đời sống hằng ngày, ngay trong từng lời nói, từng hành động của bạn. Nhất cử nhất động đều là Phật Pháp. Thế thì bạn hãy nghĩ xem, có điều nào chẳng phải là Phật Pháp? Tôi còn nhớ, tôi có cử một thí dụ trong một đĩa DVD. Đó là câu chuyện tôi đi mua cà rốt với một người đồng tu. Quý vị nói, nó phải là Phật Pháp chăng? Nếu bạn cho là chuyện nhỏ, thì nó là chuyện nhỏ. Bạn cho đó là Phật Pháp, thì nó là Phật Pháp. Thực ra thế gian Pháp và Phật Pháp là một chẳng phải hai. Bạn chớ tách rời nó ra. Trở lại câu chuyện mua cà rốt. Có một chiếc xe lớn chở đầy cà rốt để bán. Tính tiền theo từng túi, nghĩa là họ đưa cho bạn một túi ni lông. Bạn bỏ vào bao nhiêu cũng được, miễn sao đầy cái túi này là tính tiền. Giá tiền là cố định. Người bạn đồng tu của tôi cố gắng chất vào túi cho thật khéo, tìm đủ cách chất sao cho càng nhiều càng tốt. Tôi nhìn thấy, lúc đầu cảm thấy mắc cười trong bụng, nghĩ, ây da, trong nhà chỉ có mấy người thôi, đủ ăn là được rồi. Nhét nhiều quá làm gì? Nhét đến không còn chỗ nhét. Thế vẫn chưa xong. Khi trả tiền, người bán hàng xoay lưng qua để lấy tiền lẻ ra thối. Người bạn này lợi dụng, người bán không nhìn thấy, nhanh tay kéo thêm hai củ bỏ vào sách tay. Sau đó sách tay không chứa thêm được nữa, lại lấy thêm hai củ khác nhét vào quần áo. Nhìn thấy vậy, tôi cười hết nổi. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Người học Phật, học đến mức độ như vậy, chỉ thêm hai củ cà rốt thôi mà cũng phải tham. Khi tìm đủ cách để nhét ngang nhét dọc cho đầy cứng một túi, cũng đã tham lắm rồi, thế mà vẫn chưa cam tâm, còn trộm lấy thêm hai củ khác bỏ vào sách tay. Thật là khó coi quá. Người này sao có thể ở cảnh giới như vậy được? Tuy nhiên, tôi không dám nói họ một lời. Dù sao, họ cũng lớn tuổi hơn tôi, vả lại không nỡ làm họ mất mặt. Khi tôi đi mua rau, không bao giờ hỏi giá tiền, dù rẻ hay đắt. Những gì tôi cần mua thì cứ cầm bỏ vào trong túi. Xong, đi đến chỗ người bán, bỏ lên cân, họ nói bao nhiêu, tôi trả tiền bấy nhiêu. Chưa bao giờ hỏi cà bao nhiêu tiền, đậu đũa bao nhiêu một ký. Cho nên khi về nhà, người nhà hỏi, hiện giờ món này, món kia bao nhiêu tiền? Tôi nói không biết. Sau đó, họ cầm lên và nói, món này cân không đúng ký, bị thiếu rồi. Tôi trả lời, việc này không quan hệ gì với tôi. Tôi còn bênh vực cho người bán. Họ chất cải lên xe, rồi mang ra chợ bán. Cũng đã cực lắm rồi. Chúng ta chỉ cần đến mua là có sẵn cho chúng ta mang về. Nếu họ có gian lận một chút, cũng chẳng qua vì muốn kiếm thêm một ít tiền để nuôi sống gia đình. Có gì mà phải quan trọng hóa, không bỏ qua được. Có lần tôi đi mua rau, trả tiền xong, người bán rau thối tiền cho tôi. Lúc qua chỗ khác mua hành, tôi đem tiền này ra trả. Người bán hành nói, bác à, tiền này của bác là tiền giả. Tôi nói, chắc không đâu, chỉ có 5 đồng thôi, sao là giả được? Họ nói, thật sự là tiền giả. Sau đó họ chỉ tôi cách phân biệt. Tôi nói, cháu chỉ cho bác chỉ phí công mà thôi, lần sau bác cũng sẽ không nhận ra. Thôi để bác lấy lại, bác đưa tờ khác cho con. Tôi cầm ra một số trong tay và nói, đây cháu cứ lựa xem tờ nào thật thì lấy. Thằng bé lựa tờ 10 đồng tiền thật và nói sẽ thối lại tôi 5 đồng. Tôi hỏi, cháu có tờ 5 đồng giả không? Nếu có, hãy thối tờ giả cho bác. Xong thằng bé hỏi tôi, mua rau ở đâu bị thối tiền giả? Tôi nói, ở phía trước đó. Thế thì bác đến đó đổi lại đi. Tôi nói, làm như vậy không có tốt.
Lúc đó tôi nghĩ, nếu như người bán rau, họ không có ý thối tiền giả cho tôi mang đi đến đó đổi lại, họ sẽ sanh phiền não, rồi cãi vã với mình. Giả như họ cố ý thối tiền giả cho tôi đem trả lại để lấy tiền thật. Tờ tiền giả này, nó có bảo đảm không còn đem ra lưu thông nữa hay không? Không còn tiếp tục lừa người khác nữa chăng? Thà tôi giữ nó lại, cho nó vào kho. Ít ra, tờ tiền giả này bảo đảm không cho tiếp tục lọt ra ngoài để người khác xài. 5 đồng đâu có là bao, hoặc 50 đồng cũng đâu là gì. Mặc dù tôi nghèo, không giàu có, nhưng tôi có thể chấp nhận được. Cho nên có rất nhiều việc, một khi đến chỗ tôi liền trở nên rất đơn giản. Nếu như bạn nói hướng ngoại tìm cầu, bạn cầu những gì? Bạn có nghe câu nói như vậy: thiên là nắp của quan tài, địa là đáy của quan tài. Bất luận Chúa ở nơi nào đều không rời khỏi quan tài. Ý nghĩa đã quá rõ ràng, bạn còn hướng ngoại cầu cái chi? Dù bạn có chạy xa bao nhiêu cũng không thoát ra ngoài quan tài, đúng vậy không? Những châu báu của bạn đều ở nơi bạn, ở trong tự tánh của bạn. Bạn tự bỏ đi những thứ thật của mình, không chịu khai thác nó, làm cho nó ló dạng, lại chạy đông chạy tây, đi tìm đồ giả, làm như có phải làm như vậy, có phải khờ dại không? Có mệt mỏi không? Tôi phát hiện một số đồng tu ưa thích đi chùa này rồi qua chùa nọ, xong đến kể lể với tôi toàn là phiền não, nào là người này thế này, người kia thế nọ. Quý vị thử nghĩ xem, chẳng phải lão pháp sư đã từng nói, chỉ hai người với nhau đã bất hòa, hà huống bạn đến đạo tràng gặp phải đông người như thế. Con đường tu hành khác nhau, phương thức khác nhau, hình thức khác nhau, cách xử sự, tiếp người cũng khác nhau. Không thể chiều theo ý của bạn. Một khi không theo ý bạn, bạn liền sanh phiền não. Và như vậy, từ đạo tràng về, những thứ mang về không phải niềm vui của việc học Phật, không phải sự hưởng thụ trong việc học Phật, mà là phiền não. Những thứ phiền não này chất chứa trong tâm nhiều ngày không tiêu hóa được, nên sanh ra oán hận, luôn nghĩ người khác không đúng thế này thế kia, mà chẳng bao giờ tự cho mình là không đúng. Bởi vì tôi không đi ra ngoài, tôi không biết người khác như thế nào. Khi họ đến kể lể với tôi nói, bạn khoan nói những chuyện người khác, hãy nói về bạn trước. Tại sao bạn cứ khư khư dùng cây thước của mình đi đo lường người khác? Nếu bạn cao 1m6, người ta cao 1m59, bạn nói người này thấp. Nếu họ cao 1m61, thì bạn lại sanh tâm đố kỵ, ganh ghét, vì người ta cao hơn mình một chút. Như vậy, bạn làm sao có thể học Phật được? Học Phật như vậy, sẽ học ra danh nghĩa gì? Mục tiêu tối hậu của bạn lại là gì? Nghe tôi nói xong, họ im lặng một hồi rồi nói, từ nay tôi sẽ ít đi đến các đạo tràng. Tôi trả lời, bạn đi hay không, đi nhiều hay ít, hoàn toàn do bạn lựa chọn và quyết định. Tôi chỉ khuyên với tính cách giúp bạn tham khảo mà thôi. Có thể do tôi có cá tính cứng rắn. Thật sự, những đạo tràng trong toàn quốc, tôi không đến một nơi nào ngoài Bách Quốc Hưng Long Tự và Đông Thiên Mục Sơn. Đây là hai đạo tràng Tịnh Tông mà lão pháp sư trong lúc giảng kinh thường tán thán, nên tôi đến hai chỗ này để xem, để niệm Phật. Tôi đã từng đến Bách Quốc Hưng Long Tự một lần. Trong những DVD trước, hình như tôi có nhắc đến câu chuyện này, tức là tôi đến đó để nội chú. Khi đó tôi không hiểu nội chú là như thế nào, chỉ nghe người khác nói, đi nội chú là tôi đi. Khi gặp thầy, tôi nói, thưa thầy, con muốn nội chú ở đây. Thầy hỏi tôi muốn ở bao lâu, tôi nói 3 tháng. Thầy nhìn tôi một hồi, tôi không hiểu ý thầy muốn nói là tôi ở 3 tháng, ít quá hay nhiều quá. Tôi không biết người khác mỗi một lần nội chú là bao lâu, riêng tôi xin nội chú 3 tháng. Sau khi được thầy chấp nhận, tôi bắt đầu ở đây niệm Phật. Quy tắc của chùa này thật sự là vô cùng nghiêm ngặt.
Tôi cảm thấy rất thích hợp, vì tôi đi đến đâu cũng rất giữ quy tắc. Những gì thuộc về quy tắc, một khi tôi đã hiểu rồi, tôi nhất định gìn giữ đúng mức. Nếu có chỗ nào làm sai là do tôi không biết, chứ không phải tôi có ý làm trái ngược. Quy luật ở đây là mỗi sáng 3 giờ thức giấc, kinh hành niệm Phật đến 9 giờ tối mới nghỉ, không có cơ hội nói chuyện và cũng không được nói chuyện. Ngày mùng 8 tháng 4 là Đại Pháp Hội. Sau khi kết thúc, từ viện này qua viện khác để tập hợp, thời gian không tới 5 phút. Kết quả ở trong viện, có một số đồng tu đến vây quanh tôi. Vì sao họ vây quanh tôi? Vì họ muốn xác định tôi có phải là cư sĩ Lưu Tố Vân, người từng mang bệnh hồng ban lan san không? Có một vị hỏi tôi từ đâu đến, tôi trả lời từ Ha Nhĩ Tân. Vị đó hỏi tiếp, chị có quen cư sĩ Lưu Tố Vân ở đó không? Tôi nói, đó là chị em song đôi của tôi, vì tôi không muốn cho họ biết chính tôi là Lưu Tố Vân. Vả lại, thấy họ vây quanh tôi như thế, e làm mất trật tự của đạo tràng. Sau đó, có một vị đồng tu khác liền nói, chị em song đôi gì? Chính chị là Lưu Tố Vân. Tôi hỏi, tại sao bạn biết? Cô ấy nói, DVD năm 2003 của chị, từ lúc phát ra, mỗi ngày em sang cả ngàn đĩa để phát. Mỗi ngày xem hình ảnh của chị, em không nhìn lầm đâu. Chắc chắn 100% rồi, chị là Lưu Tố Vân. Một số người khác nghe vậy, họ bán tín bán nghi, rồi hỏi, đáo để có phải là chị không? Xin cho tụi em câu trả lời chính xác đi. Khi đó tôi không thể nói dối nữa, nên xác định, đúng, chính tôi là Lưu Tố Vân. Thế là họ như ông vỡ tổ, súng nhau vây quanh tôi, đẩy tôi vào giữa vòng tròn. Lần tu học đó, tôi đi với đứa con gái. Con gái tôi thấy vậy, liền chen vào nắm tay tôi kéo ra và nói, mẹ, họ làm như vậy không được. Quy luật đạo tràng này vô cùng nghiêm khắc. Mẹ hiện giờ trở thành nhân vật chính trong đoàn người vây quanh như vậy, không thể được. Tôi nói, họ là những người đến từ khắp nơi trên toàn quốc. Muốn hỏi rõ đích thật có phải là mẹ không? Con nói mẹ phải làm sao? Con gái tôi nói, không được, không được. Thế là vừa nói vừa kéo tôi ra ngoài, không để đoàn người nói chuyện với tôi. Thật ra con gái tôi cũng đúng, vì nó ngại sẽ làm ảnh hưởng đến trật tự của đạo tràng. Tôi nghĩ, một lát nữa là phải tập trung và bắt đầu kinh hành rồi. Họ sẽ không có cơ hội để nói chuyện nữa. Nhưng tôi đã lầm. Khi kinh hành là đi theo hình chữ S, mỗi khi hàng của họ chạm mặt hàng của tôi, nhóm người này bỗng dưng băng qua hàng của tôi và đứng bên cạnh tôi. Như vậy là làm mất trật tự đội hình của việc kinh hành. Vị thầy đứng bên kia nhìn thấy, thế nào cũng nói. Nhưng không hiểu sao, thầy không hề nói hay khiển trách lần nào hết. Trong tâm tôi nghĩ, vấn đề này thật khó xử quá. Sau đó tôi ra ngoài đi vệ sinh. Bỗng dưng, một đoàn người đi theo phía sau, đứng trước cửa phòng vệ sinh chờ, tranh thủ có dịp này để nói chuyện với tôi. Kế đó tôi đi uống nước, dù họ không uống, cũng cầm một cái ly trống trên tay để ngồi vây quanh tôi, chăm chú nhìn tôi. Tình trạng này tôi thấy không xong rồi, cứ như vậy là phá rối trật tự của đạo tràng. Con gái tôi cũng nói, chúng ta phải đi trở về Ha Nhĩ Tân thôi. Cho nên lần đó tôi chỉ nội trú có 12 ngày, thay vì tôi muốn ở lại đây 3 tháng. Mặc dù vậy, thời gian nội trú ở Bách Quốc Hưng Long Tự cho tôi một cảm giác vô cùng đặc biệt thù thắng. Từ 3 giờ sáng đến 9 giờ tối, tôi không thấy mỏi mệt, tinh thần rất tốt. Các đồng tu nơi đó nói, chúng tôi thấy chị kinh hành, tinh thần tỉnh táo, lưng thẳng băng, không chút uể oải, mệt mỏi. Tôi nói đùa, vì sao lưng tôi thẳng? Bởi vì tôi là người Mãn Châu, những trẻ em dân tộc Mãn. Khi lúc còn nhỏ, ngủ trên tấm ván gỗ, nhờ ba má cho tôi ngủ ván cây nên lưng được thẳng. Họ nghe xong ngạc nhiên hỏi, chị thật sự là người Mãn Châu à? Đúng vậy, gia đình tôi từ nông thôn
dọn lên Hai Nhĩ Tân, rồi thay đổi hộ khẩu. Họ ghi ba má tôi là dân tộc Hán, hai chị em tôi là Mãn tộc. Sau này lớn lên có người nói, tại sao cha mẹ là Hán tộc mà con lại là Mãn tộc? Ba má tôi lúc đó cũng không biết nhiều, nên họ nói sao thì làm vậy. Sau cùng, ghi gia đình tôi là Hán tộc. Thực tế, ông bà nội tôi là thuần túy người Mãn Châu. Đến đời của tôi mới trở thành Hán tộc. Tuy nhiên, theo tập quán người Mãn, các trẻ em đều ngủ giường gỗ cho thẳng lưng. Cho nên quý vị thấy bà lão này lưng thẳng như vậy là nhờ tôi nằm giường gỗ. Trở lại vấn đề tìm cầu, bạn nói phải đi đâu để tìm cầu Phật Pháp? Phật Pháp chính là trong sinh hoạt bình thường của đời sống hàng ngày, chính là ở ngay bên bạn. Thế mà bạn còn đi đông chạy tay để tìm, sau cùng tìm ra một mớ phiền não. Bạn thấy có an ổn không? Ở nhà lão lão thật thật, làm tốt mọi việc, xử lý tốt mọi vấn đề, đó chính là bạn đang tu Phật, đang thành tựu cho chính mình. Được như vậy, bạn thấy tốt biết bao, nhẹ nhàng vui vẻ biết dừng nào. Phương pháp này của tôi là nhờ học với lão pháp sư. Những gì ngài dạy tôi đều là làm cách nào để làm người, để tu hành. Cho nên bạn thấy sự tiếp xúc của tôi với chung quanh bên ngoài rất ít. Những đồng tu mà tôi tiếp xúc, những phiền não của họ hiện nay không ảnh hưởng đến tôi. Tôi nói với họ rằng tôi có một thùng rác chứa đặt ở giữa chúng ta. Nó là vật vô hình, nhưng tôi cảm nhận được, nghĩa là những lời than phiền, những phiền não của họ trước kia tôi nghe tai này cho ra lỗ tai bên kia. Hiện nay cả hai bên lỗ tai của tôi đều bịt kín lại, không thèm nghe. Bao nhiêu lời phiền não, than trách đều được hứng vào thùng rác vô hình này hết. Đến khi nào nói xong, thùng rác tự động đậy nắp lại, xem như không có chuyện gì xảy ra. Như vậy, cả đôi bên đều tốt, không ảnh hưởng họ và cũng không ảnh hưởng tôi. Vì họ đã nói thoải mái, trút hết tâm sự ra rồi, trong lòng của họ sẽ được nhẹ nhàng. Riêng bên này tôi không đón nhận, không ô nhiễm. Tôi có cảm giác trong 8 tháng gần đây, tâm tôi càng ngày càng thanh tịnh và có sự tiến bộ khá hơn về phương diện này. Giả như bạn biết hướng vào bên trong để cầu, bạn sẽ phát hiện sự khoái lạc trong việc học Phật ngay. Người ta nói, chạy ra ngoài cầu đều là hư vọng. Dù bạn hướng ngoại cầu được đi nữa, tất cả chỉ là hư vọng. Hướng nội cầu mới là chân thật. Hoặc nói, hướng ngoại truy cầu giai hư vọng, thủy tri bổn tánh biến tam thiên. Bổn tánh đầy đủ không thiếu một thứ, thế thì truy cầu để làm gì? Lại nói, không hướng nội cầu, hướng ngoại cầu, cầu đi cầu lại chuốc ma chướng. Tóm lại, càng hướng ngoại cầu càng loạn. Đời này không có hy vọng vãng sanh. Nếu hướng nội cầu, tức bạn đã đem chân như bổn tánh của mình hiển lộ ra, chừng đó bạn không vãng sanh thế giới cực lạc, bạn còn muốn đi đâu nữa? Đây là con đường gần nhất, thẳng nhất mà bạn không chịu đi, cứ phải đi quanh một vòng to, một vòng cong lớn. Đâu biết rằng cong tới quẹo lui, sau cùng quẹo đến chỗ nào cũng không biết, tự mê mất đường đi, kết quả đi về đâu? Bạn thử nghĩ rồi sẽ hiểu. Chẳng phải lão pháp sư đã nói, nếu như đời này được thân người mà bạn không biết trân quý, để đánh mất đi, đời sau muốn được lại thân người là hy vọng mỏng manh, rất khó, rất khó. Một khi không được lại thân người, bạn sẽ đi về đâu? Điều rất dễ hiểu, khả năng đi vào tam ác đạo rất lớn, rất lớn. Bạn nói, như vậy có phải oan uổng quá không? Thân người khó được, nay đã được. Phật Pháp khó gặp, nay đã gặp. Minh sư khó tìm, nay đã thấy. Bao nhiêu điều kiện tốt đã hội đủ cho tấm thân này của chúng ta. Nếu đời này bạn không tu và tu không ra gì, không thành tựu được, không vãng sanh Tây Phương cực lạc được, sự mất mát của bạn mới thật là quá lớn, quá lớn. Tôi nhớ rất chính xác những lời này và không bao giờ quên. Con người của tôi hiện giờ thật là khù khờ, khù khù khờ khờ, như người không tâm, không phổi. Suốt ngày chỉ biết A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Khi nào bạn đạo có việc nhờ giúp, tôi tận tâm tận lực 100% giúp đỡ họ. Chỉ khác với ngày xưa ở chỗ,
nếu giúp họ làm xong, làm tốt. Trong lòng cảm thấy vui lắm, ngược lại thì phiền não. Hiện giờ, vấn đề này đã không còn. Tôi tận hết khả năng để làm, kết quả tốt hay không, phải xem duyên phần. Tôi không còn tự ép chế mình, yêu cầu mình việc gì cũng phải làm tốt một cách trọn vẹn. Tôi nghĩ, dù sao mình cũng là một phàm phu, khả năng có hạn, chỉ cần mình tận tâm tận lực là đủ rồi. Tóm lại, quý vị hãy tự nghĩ xem, hiện giờ quý vị đang hướng ngoại hay hướng nội truy cầu. Giả như còn sự truy cầu cho cá nhân, không phải vì hư không pháp giới chúng sanh, quý vị sẽ không cầu được những gì chân thật. Bạn chỉ cầu được những thứ giả, hư vọng. Đối với việc tu hành của bạn, không giúp ích được một chút nào, chỉ là chướng ngại. Những lời tôi nói cũng là những điều tôi đã thực hành và thể hội được. Nếu có thể giúp ích cho quý vị được phần nào, tôi cảm thấy rất an ủi. Ngược lại, nếu quý vị không chấp nhận, cũng không sao. Chỉ mong những lời tôi nói không gây phiền não cho quý vị là tốt rồi. Bởi vì tôi thật sự, với tâm chân thành, hy vọng đời này tôi được thành tựu. Đồng thời, cũng hy vọng mọi người quý vị đây cũng được thành tựu ngay trong đời này. Ngoài ra, cũng trong vấn đề này, xin thưa quý vị, Lão Hòa Thượng nhiều lần nhắc đến tôi trên Internet, khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Thú thật, tôi không được ưu tú, nhưng Ngài đã nói, dẫu sao tôi vẫn còn là một phàm phu, chẳng qua tôi là người tương đối lão thật, biết vâng lời và chịu thực hành. Đây là ưu điểm mà tôi có. Nếu quý vị muốn học, tôi chỉ có mấy chữ này để quý vị học mà thôi. Có đồng tu nói, chị được thượng tịnh hạ không Lão Hòa Thượng tán thán, lại đích thân điện thoại cho chị có thể hãnh diện và bay bổng lên rồi. Tôi trả lời, tôi bay không nổi. Bạn quên rằng người ta treo tôi là xuất thổ văn vật, người quê mùa như từ đất chui lên, thì làm thế nào bay nổi? Nếu một ngày nào đó tôi có thể bay lên được, tôi sẽ bay đến tận hư không, biến pháp giới. Quê ta chính là pháp giới hư không, đến đi tự tại thật thông dong. Nơi nào cần ta, ta liền đến, chúng sanh lìa khổ ta an lòng. Tôi nói, đến chừng đó tôi mới có thể bay. Còn hiện giờ tôi vĩnh viễn là một lưu cư sĩ, một lưu tố vân, đầu đội trời, chân đạp đất, rất thực tế, để lão lão thật thật, niệm Phật Di Đà. Ngày hôm nay quý vị trông thấy tôi như vậy, 2 năm, 3 năm sau tôi vẫn như vậy, không khác. Nếu có khác là trên đường tu hành tôi được tiến thêm một bước, bởi vì tôi đã tự hạn định cho chính tôi một mục tiêu 3 năm. Tôi hiểu mục tiêu hạn định trong 3 năm của tôi không ích kỷ, hoặc vì cá nhân. Khi cơ duyên thành thục và tôi thành tựu, tôi sẽ về nhà. Nếu cơ duyên chưa tới, thế gian cần tôi ở lại, tôi vẫn hoan hỷ, vui vẻ ở lại, vì chúng sanh tiếp tục phục vụ. Cho nên khi Lão Pháp Sư tán thán tôi, tốt thế này, thế kia, tôi không nghĩ rằng Ngài nói riêng cho một mình tôi. Đây chính là tấm lòng tha thiết mong mỏi của Ngài đối với tất cả những người học Phật. Tôi nghĩ, vì sao ngay lúc này Lão Pháp Sư đề cử tôi ra? Có thể do sự lão thật niệm Phật của tôi tương đối giúp ích được cho những đồng tu học Phật hiện nay. Cho nên khi quý vị hiểu được vấn đề này, xin chớ bao giờ xem tôi như một người thần bí, cao minh như thế nào, có tuyệt chiêu gì, có bản lãnh gì, hoàn toàn không có. Tôi cũng giống như quý vị, tức là một người niệm Phật bình thường, rất bình thường. Chẳng qua nhờ trận bệnh tuyệt chứng mất mạng kia khiến tôi thức tỉnh ra và hiểu thời gian còn lại của mình phải làm gì. Kế tiếp, tôi còn vài lời xin thưa với quý vị. Đó là, quý vị là những người có phúc báo, được ở bên cạnh Lão Pháp Sư. Cơ duyên này thật là vô cùng hiếm có. Tôi hy vọng quý vị đồng tu đều biết trân quý đại cơ duyên tốt lành này, khiến tinh thần phấn chấn lên để niệm Phật cho tốt. Nhất định đời này phải liễu thoát sanh tử, chớ để Lão Pháp Sư vì chúng ta bận lòng. Vì sao Lão Pháp Sư mỗi khi đến một nơi nào đều vì chúng ta khai thị, đều tha thiết, nói rồi, nói đi, nói lại, cũng chỉ vì chúng ta chưa hiểu, chưa giác ngộ. Nếu như chúng ta nghe hiểu rồi, thấu triệt rồi, nên để Ngài nghỉ ngơi, thư giãn một chút.
Ngài đã lớn tuổi rồi, chớ để Ngài mỏi mệt như vậy, mãi vì chúng ta bận tâm như thế. Dẫu sao, Ngài năm nay đã 84 tuổi rồi. Hôm nay tôi hỏi một vị đồng tu, có phải mỗi ngày Ngài đều giảng, đều bận rộn như vậy không? Họ nói, mỗi khi Ngài ở đây đều bận rộn như thế. Tôi nói, Lão Pháp Sư thật là cực nhọc quá. Theo kinh nghiệm bản thân của tôi, hơn một tháng vừa qua, tôi vẫn có cảm giác mệt mỏi. Dù sao, tôi cũng đã 66 tuổi, mặc dù so với Ngài tôi trẻ hơn. Cho nên chúng ta phải ái hộ Ngài như thương yêu lo lắng cho cha mẹ của mình. Lão Pháp Sư sống khỏe để trụ thế, đó là phước báo của chúng sanh. Hiện giờ, quý vị cứ cách một thời gian là được gặp lại Lão Pháp Sư. Quý vị thật là quá hạnh phúc. Khi tôi đến đây và gặp Lão Pháp Sư, tôi không có cảm giác xa lạ. Tôi rất bình tĩnh. Tôi xem Ngài như vị ân sư của tôi. Ngài là bậc cao tăng đại đức của thời đại, và xem Ngài như bậc trưởng bối từ bi. Được ngồi trước mặt Ngài, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm cúng. Khi Lão Pháp Sư nhìn tôi, qua ánh mắt của Ngài, dường như có sự câu thông giữa tâm linh. Sự ấm áp dễ chịu đó, nếu không phải do bạn đích thân cảm nhận, dù tôi có nói thế nào, bạn cũng không thể hiểu được. Cho nên trong vấn đề tu hành, nếu như chúng ta y theo lời nói của Lão Pháp Sư mà thực hành, thì chỉ cần bạn thật sự làm, đời này nhất định thành tựu. Vì những gì cần nói, Ngài đã nói ra hết rồi. Trong mấy năm qua, nhất là giai đoạn gần đây, những lời Pháp của Ngài nói, tôi chú tâm nghe rất kỹ, và nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lui, tôi thật sự đã nghe hiểu. Vì sao tôi hoạch định cho mình mục tiêu phải thành tựu trong vòng 3 năm? Vì gần đây, tôi nghe Lão Pháp Sư giảng về Hoàng Nguyên Quán và Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tôi đã thể hội được một điều nên tự định cho mình mục tiêu nói trên. Mục tiêu này tuyệt đối không ích kỷ cho riêng cá nhân tôi. Tôi muốn làm tấm gương cho mọi người thấy. Người học Phật tu hành như thế nào, thành tựu ra làm sao? Làm thế nào để làm chứng cho Phật? Do đó, bắt đầu từ đây, khi nào tôi ra đi, tôi về nhà, tất cả đều nghe theo sự an bài của A Di Đà Phật. Tôi không còn là tôi nữa. Vấn đề này không biết quý vị có hiểu ý tôi không? Có người nói, không được, hiện giờ chị chưa đi được. Tôi nói, tôi đâu có nói rằng tôi đi ngay từ bây giờ. Tuy nhiên, đích thật tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chỉ cần A Di Đà Phật nói, con lập tức biểu diễn cho mọi người xem. Tôi sẽ không ngần ngại chậm trễ một phút một giây nào hết. Theo tôi, đây là việc nên làm của một người chân thật tu hành. Thông qua cá nhân tôi, có thể khiến cho bao nhiêu người tu học Phật Pháp, tu Pháp môn Tịnh Độ, xây dựng được niềm tin vững chắc. Tôi sẽ vui sướng biết bao và khoái lạc biết dừng nào. Vì sao tôi có thể sống đến bây giờ? Hoàn toàn nhờ Phật lực gia trì. Vào khoảng năm 1992, vô hình chung như có người nói với tôi rằng tôi có 16 chữ sứ mạng. Tôi cố ghi nhớ và khi đến văn phòng làm việc, tôi nói, thưa quý vị, bổn nhân có 16 chữ sứ mạng. Họ liền hỏi sứ mạng gì? Tôi liền đọc ra. Họ nghe xong chẳng hiểu ý nghĩa gì. Sau đó có một hôm, tôi với người bạn thân đi chùa Cực Lạc. Ngay ở trước cửa Đại Hùng Bửu Điện, tôi lại nhớ đến những chữ này. Tôi nói, huynh đệ, tôi có 16 chữ sứ mạng, có muốn nghe không? Vì cô bạn tôi có cá tánh đàn ông, tiếng nói dõng dạc, nên chúng tôi thường gọi nhau là huynh đệ. Khi tôi đọc xong, người bạn tôi nói, Tố Vân, theo những đặc điểm cá tánh của bạn, những gì bạn nghĩ, bạn làm thật phù hợp với 16 chữ này. Có thể bạn đến thế gian là để hoàn thành 16 chữ sứ mạng này. Lúc bấy giờ tôi chỉ xem lời nói đó như là lời nói đùa, như là một chuyện hiếu kỳ vậy thôi. Sau này quên mất đi 8 chữ, chỉ còn nhớ có 8 chữ thôi. Người bạn thân của tôi nói, chắc là A Di Đà Phật thấy bạn khù khờ quá, 16 chữ nhớ không hết nên lấy lại 8 chữ. Thôi thì 8 chữ này cũng được rồi. Do đó hiện giờ 16 chữ sứ mạng tôi chỉ còn nhớ có 8. Và tôi rất thật tình làm theo 8 chữ này. Tôi nghĩ nếu được
thực hiện trọn vẹn cho tốt. Như thế sẽ không cô phụ sứ mạng của Phật. Tôi nghĩ tôi đến thế gian này có vài nhiệm vụ. Có thể cho tôi đến để biểu diễn. Nếu không chắc chắn là tôi không thể sống. Chắc chắn tôi đã chết từ 10 năm về trước. Bệnh nặng đến như vậy, không thể nào duy trì mạng sống qua một năm. Tôi còn nhớ, lúc đó trong phòng bệnh của tôi có một bé gái 15 tuổi tên Huỳnh Dung, chỉ sống có 11 tháng. Cô bé này đọc kinh thánh, người rất dễ thương. Ngoại hình không có nét gì của người bệnh nặng. Do vì gia đình nghèo khó, không có tiền chữa trị nên xuất viện. Mặc dù bác sĩ nói chữa trị ngay bây giờ vẫn còn có hiệu quả. Trước ngày Huỳnh Dung xuất viện, tôi nói cháu đưa quyển kinh thánh cho bà. Không phải tôi muốn xem kinh thánh, mà vì tôi muốn kẹp một lá thư tôi đã viết với 1.000 đồng vào quyển sách. Sau đó dùng giấy báo gói lại, rồi thêm một lớp bao ni lông bên ngoài. Sáng hôm sau, tôi trao cho Huỳnh Dung và nói, bà có viết lá thư cho cháu là để cháu trị bệnh, nhưng phải về tới nhà mới được xem. Nếu xem giữa đường sẽ không linh. Cháu nhớ không? Cô bé nói, dạ nhớ. Thế là cha mẹ và cháu cả ba người khởi hành xuất viện. Về tới nửa đường, cháu nóng ruột muốn xem thư. Sau khi mở thư ra đọc, thì thấy trong đó có kẹp 1.000 đồng. Ba và mẹ của cháu đang ngồi trên xe, tức tốc điện thoại cho tôi. Qua điện thoại, tôi nghe tiếng khóc của họ. Tôi hỏi vì sao hai người lại khóc. Mẹ đứa bé nói, sao bác cho chúng con nhiều tiền như vậy? Bác bệnh trầm trọng như thế, lại còn quan tâm đến con của con nữa. Tôi nói, tội nghiệp cháu đó còn nhỏ bé, phải chi bác có thể bệnh thế cho cháu. Bác sẵn sàng. Sau đó tôi nghe nói có chỗ chữa trị được bệnh này, nên tôi liền điện thoại nói ba mẹ Huỳnh Dung đem cháu qua chữa, biết đâu gặp may mắn có thể hết bệnh. Sau khi nằm viện được một thời gian, hết tiền lại phải xuất viện. Tôi nói, chớ xuất viện. Tôi liền điện thoại nói con gái tôi mau mau mang tiền qua bệnh viện, đừng để Huỳnh Dung bị gián đoạn việc chữa trị. Mặc dù vậy, cũng không thể duy trì mạng sống của bé gái này. 15 tuổi, mang bệnh chỉ trong 11 tháng là qua đời. Tôi rất đau lòng, phải chi tôi có thể dùng mạng sống của tôi đổi lấy mạng sống cho cháu. Vì tôi đã già rồi, trong khi cháu mới 15 tuổi, đau đớn thay, không làm sao được. Cho nên, khi gặp phải những chuyện như vậy, bạn hãy tự phản tỉnh, việc gì mình phải làm và không nên làm. Có thể năng lực của tôi nhỏ bé, yếu ớt, không giải quyết được những vấn đề lớn, những vấn đề căn bản. Tuy nhiên, mỗi khi gặp việc gì, tôi nhất định lo nghĩ cho đối phương, không thèm lo nghĩ cho cá nhân. Sở dĩ hiện giờ, tôi rất khoái lạc, chính vì tôi đã không còn cái tôi nữa. Từ lâu, tôi đã nhảy thoát khỏi cái vòng tròn nhỏ bé của gia đình tôi rồi. Hôm nay, ở trong căn phòng này, nói chuyện với quý vị gần 2 giờ đồng hồ, tôi cảm thấy rất vui. Tôi hay nói với quý vị đồng tu rằng, nhất định phải từ vòng tròn nhỏ hẹp của cá nhân nhảy ra ngoài, từ đó tiếp tục nhảy ra cái vòng tròn nhỏ của gia đình, dần dần mở rộng vòng tròn của bạn, sau đó khuếch đại đến hư không pháp giới. Được như vậy, việc học Phật của bạn không điều gì mà không vui, chắc chắn bạn sẽ khoái lạc. Bạn hãy nghĩ thử xem, con người mà ích kỷ chắc chắn vô cùng khổ não, lúc nào cũng nghĩ mình bị thiệt thòi, không lấy làm đủ, không được hơn người ta, cho nên luôn luôn sống trong phiền não. Ngược lại, nếu bạn không ích kỷ, biết gìn giữ cái tâm cảm ơn, bạn sẽ thấy mình nên đền đáp ân tình của tất cả mọi người. Bạn sẽ mỗi ngày sống trong vui vẻ, sẽ không cảm thấy người khác có lỗi với mình, và tự thấy mình mang ơn chúng sanh, thiếu nợ tình nghĩa của chúng sanh. Khi chúng ta hồi hướng, chẳng phải đã đọc câu thượng báo tứ trọng ân sao? Bạn hãy nghĩ xem, tứ trọng ân này báo bằng cách nào? Nếu chúng ta tự suy xét lại, thấy rằng mình báo ân chưa được tốt, ngay bây giờ vẫn còn có cơ hội để đền bù. Tóm lại, hôm nay tôi đã trình bày với quý vị hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nhất môn tinh tấn trường kỳ huân tu.
Vấn đề thứ hai là hướng nội cầu chớ hướng ngoại cầu. Đây là vấn đề vô cùng quan trọng trên con đường học Phật của mỗi người chúng ta, ai cũng gặp phải. Nếu bạn có một vấn đề nào đó không giải quyết được, nó sẽ bị nghẹt, rồi để thời gian mấy mươi năm trôi qua một cách lãng phí. Hiện nay thời gian vô cùng quý báu, chúng ta phải nắm chặt mỗi từng phút từng giây để con đường học Phật của chúng ta đi cho đúng. Mục tiêu phải lựa chọn cho chính xác, sau đó giữ vững lập trường không thay đổi, quyết chí đi cho đến cùng. Trước khi kết thúc, tôi xin nói sự cảm nhận của tôi về Hồng Kông, xem như nói chuyện ngoài đề. Tôi cảm giác Hồng Kông là một mảnh đất quý, tuy nhiên cần có những người niệm Phật chúng ta bảo hộ, chống đỡ. Đã là người niệm Phật, đối với mảnh đất quý này, chúng ta phải có tư tưởng báo ân. Điều này phải dùng hành động thực tế của chúng ta. Chúng ta không nói chuyện quá lớn, chỉ nói dùng hành động cụ thể của chúng ta để gìn giữ sự an ninh, hưng thịnh cho chúng sanh của một phương này. Thế thì cần có phương pháp gì? Niệm Phật, chân tâm thành ý niệm Phật. Nếu không thành tâm thành ý, cho dù một ngày niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, cũng không có tác dụng gì hết. Đôi lúc còn cảm thấy mệt mỏi. Nếu bạn thành tâm thành ý niệm Phật, dù chỉ niệm một câu, hai câu, chắc chắn có hiệu quả và chấn động đến hư không pháp giới. Có nhiều bạn đạo xem việc nghe giảng kinh như là một nhiệm vụ, ấn định mỗi ngày phải tụng bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu, bao nhiêu cái lạy. Điều này cũng không sai. Tuy nhiên bạn sẽ có cảm giác gì? Không tự tại. Vì sao không tự tại? Ví dụ như tôi mỗi ngày, nếu không có bạn đạo đến nhà, tôi ngồi yên lặng nghe giảng. Khi có người đến, tôi có thể nói như vậy không? Nghĩa là xin các bạn đừng tới nhà tôi, ảnh hưởng việc nghe giảng của tôi. Hoặc nói các bạn ngồi xuống cùng tôi nghe băng giảng. Phải biết rằng khi họ tới, tức là họ muốn tâm sự với mình. Nếu không, để họ nói khiến họ bị tắc nghẽn trong tâm. Cho nên nếu tôi nói tôi đã định chỉ tiêu mỗi ngày niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, khi thấy bạn đạo đến, trong lòng sẽ cảm thấy bồn chồn nóng ruột vì sợ niệm không đủ số. Nhiều người nghĩ rằng trong miệng niệm A-di-đà Phật, tức là niệm Phật. Thực tế không phải vậy. Thật sự niệm Phật, tôi không biết sự diễn đạt của tôi có hết ý hay không. Tức là bạn niệm một cách tự nhiên, không cần có tác ý, mà vẫn niệm một cách miên miên mật mật. Cho dù có bạn bè ngồi đối diện, hoặc họ đang kể lể than phiền, trong tôi vẫn cứ niệm Phật, không hề bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, nếu một số bạn đạo không có được sự cảm nhận này, họ sẽ cho rằng khi có người khác đến sẽ cản trở việc niệm Phật, khiến họ niệm không đủ số lượng rồi sanh phiền não. Nếu bạn còn xem nó như là một nhiệm vụ, như vậy là không được. Bạn phải rất tự tại, tùy duyên mới tự tại, phải không? Khi có bạn đạo đến, nếu công phu của bạn đã đạt, thì cho dù ai đến cũng không ảnh hưởng tới việc niệm Phật của mình. Hiện giờ tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị. Tôi có niệm Phật không? Xin thưa, Phật hiệu của tôi không hề gián đoạn. Làm sao có thể diễn đạt? Vì bên ngoài bạn không thấy được. Rõ ràng thấy miệng của tôi đang nói chuyện. Tuy nhiên, Phật hiệu của tôi vẫn không ngừng. Có người hỏi, trong lúc tôi nghe băng giảng, thì sao? Tôi nói, tôi vẫn niệm Phật. Họ hỏi, có phải tôi nhất tâm, nhị dụng không? Tôi trả lời, tôi không có cảm giác nhất tâm, nhị dụng. Khi xem băng giảng, tôi rất tập trung. Trong lúc đó, tôi vẫn niệm Phật miên miên mật mật. Ví dụ, buổi tối khi tôi lên giường ngủ, tiếng Phật hiệu trong tâm không ngừng. Sáng sớm 2 giờ, vừa mở mắt, thức giấc, tiếng Phật hiệu vẫn nói liền nhau không gián đoạn. Lần này sư phụ trong lúc giảng pháp, khi nói đến tôi, Ngài nói đó là niệm Phật tam muội. Tôi không biết thế nào là niệm Phật tam muội, hoặc làm cách nào để biết. Tóm lại, tôi thời thời khắc khắc đều đang niệm, lúc đi, lúc đứng,
Khi kinh hành, ở nhà lạy Phật tôi đều đang niệm. Buổi sáng sớm, khi dạo bộ ra ngoài, không có người qua lại, tôi niệm ra tiếng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Vừa đi vừa niệm theo tốc độ của bước chân. Mỗi ngày đều đi khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi đã đem những việc làm và việc thể hội thật sự của tôi thành thật thưa lại với quý vị. Nếu đời này quý vị tu hành thành đạt, thì như lời tôi nói lúc nãy, đó là bài thơ hay là bài kệ cũng được. Nghĩa là, quê ta chính là pháp giới hư không. Đến đi tự tại thật thông dong. Nơi nào cần ta, ta liền đến. Chúng sanh lìa khổ, ta an lòng. Hôm nay xin nói đến đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người. A Di Đà Phật. Đại hội Hoằng Pháp năm 2010 tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình. Cô giáo Lưu Tố Vân là một người vô cùng thật thà, không bao giờ vọng ngữ, không truy cầu danh lợi. Tư tưởng và hành vi của cô hoàn toàn như Pháp. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không tán thán cô là người niệm Phật đúng tiêu chuẩn. Cho nên Ngài đặc biệt giới thiệu cô giáo Lưu Tố Vân đến đây để chia sẻ về kinh nghiệm học Phật của cô. Đề mục mà cô Lưu Tố Vân sẽ nói chuyện ngày hôm nay là kế thừa huệ mạng của Phật từ nơi ta mà làm. Bây giờ kính mời cô giáo bắt đầu mở đề. A Di Đà Phật. Kính thưa sư phụ thượng nhân, kính thưa quý vị pháp sư, quý vị đồng tu, xin chào buổi tối. Nhìn xuống mọi người trong hội trường khiến tôi có cảm nghĩ, đây chính là liên trì hải hội của thế giới cực lạc. Sự hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, có Phật, có Bồ Tát, có A-la-hán và còn có chư thượng thiện nhân. Quý vị hãy quay sang nhìn xem, có thể các ngài đang ở bên cạnh quý vị, chỉ là quý vị không nhận thức ra mà thôi. Mọi người đã ngồi ở đây suốt một ngày rồi, có lẽ cũng mỏi mệt, không sao, quý vị có thể đứng hoặc ra ngoài, cử động một chút, miễn sao quý vị cảm thấy thoải mái, hoặc giả có thể ngủ. Trong lúc ngủ có thể mơ thấy liên trì hải hội thế giới cực lạc, đó là giấc mơ đẹp. Thậm chí quý vị có thể ngáy nữa. Trong tiếng ấy cũng là đang niệm A Di Đà Phật. Cho nên quý vị cứ thoải mái, không nên gò bó. Vừa rồi, chúng ta nghe bài diễn văn của Tiến sĩ Trung và thầy Hồ Tiểu Lâm. Có lẽ quý vị nhận được nhiều lợi lạc sâu sắc trong vấn đề giáo dục. Trong số 3 người chúng tôi là được sư phụ thượng nhân sắp xếp một cách tổng hợp giữa già, trung, trẻ. Tôi là người đang hướng tới tuổi 70. Thầy Hồ đang hướng về tuổi 60. Chỉ có Tiến sĩ Trung còn trẻ, chưa tới 40. Cho nên tôi nói, chúng tôi là tổng hợp già, trung, trẻ. Tiến sĩ Trung là học vị tiến sĩ. Thầy Hồ là học vị thạc sĩ. Còn tôi là vô học vị. Tôi nghĩ tới học vị